왔다! 여러분, 오늘은 저희가 태국에 놀러 갑니다! 그럼 태국으로 같이 가보실까요? 알로? xem ở đây, xem bảng đây là đợi một chút. Ồ, 우리 진짜 간다. 신난다. 이게 얼마만에 여행이야? 태국 몇 번 가봤어? 한 번. 어, 진짜? 나 한 번도 안 가봤어. 진짜? 어. 다행이다, 사람 별로 없다. 널널하네 완전. 오빠 사람들이 오빠 여권서 좀 못 알아보는데. 임대. Ai cũng nhìn ra hết nhưng mà anh coi là không nhận ra. Sky đâu rồi? Sky đang đợi đó, xếp hàng. Chị không giữ chai lại hả? 하늘, 너 부르는데 저기? 어디? 저기 저 사람이, 경비가. 나 왜? 어? 장난이지? 이쁘다고. 이거 挺 thái, 你有啦? 짠쌤. 네. 헤헤헤. 니나이 thôi. 여러분, 저희가 이제 수속을 무사히 다 마치고 식사를 하러 올라왔는데 쌀국수 한 그릇에 12,000원이에요. 엄청 비싸. 엄청 비싸지. 그러면 어. 14만 동이잖아? 11불. 와우. 와. 진짜 비싸다, 그냥. 깜짝 놀랐어. 근데 지금 공항 안에서 파는 여기 빅볼 가격이랑 밖에서 파는 빅볼 가격이랑 완전 달라. 아, 그래? 밖에는 또 달라? 어, 밖에는 훨씬 싸. 바로 공항 밖에. 나가면 아, 바로 있는, 여기 있는 거? 어. 아, 그렇구나. Xếp đồ là em xếp đồ là nửa tiếng. Đúng xếp đồ là 3 tiếng. Nhân vậy? 3 tiếng, đúng là 3 tiếng. Em là nửa tiếng. Nhưng mà nếu mà chị không cho em thời gian cho em 50 phút thì cũng được. Wow. Em lấy đại. Ồ, nghe rồi. Chị thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Ồ, có lúc tới nơi đó phát hiện ra à, quên mang quần xịt. Nửa tiếng mà, gì nè. Xong đi tới nơi. Không có một cái nào hết. Nhi nói vậy hả? Ừ. Bên kia là anh chẳng đoạn ra cho tệ. Anh ổn này mà cô. Đi cho này. Luôn luôn mà. Cảm ơn. Xúc chứ ăn mong nữa này. Xúc chứ ăn mong? Vậy? Thế nào? Ờ, Hanê, ta cái này chấm cho. Lime? Ừ, ta không có tay. Sao? Ngon lắm. Cái này ăn vào thì ngon lắm. Chỉ là cho nên. Cái này là Wow. 집에 각산 남아가야 되냐? 다 못 먹었어. 와. 더워. 아, 못 먹겠네. 와. 오케이. 오케이야. 근데.
Làm cái gì vậy? Coi răng á. Làm gì vậy? Dĩa. Dĩa hả? Dĩa đây. Dĩa trong này. Khu ngủ. Hồi trước là máy bay này người ta cho 30kg hành lý. Vậy hả? Ký gửi. Nhưng mà bây giờ cắt rồi. Cắt rồi hả? Tại sao? Hỏi đi. Hỏi đi. Chứ mày cứ biết là mày đặt nha. Em đoán. Trời ơi. Phải đặt. Tại vì giống như là vì như vậy thì có tiền hơn. Em, nó là dở đúng không? Ừ. Chắc là không muốn được gì đâu muốn chết. Nhưng mà liên quan gì tới mày? Biết gì mà nói? Thì em đoán nha. Secure the strap around your knee and waist normally. Pronounce the neck out of the chest. Don't hang on. Just hold on to the neck of the chest. Pronounce the back. Keep the back straight. 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 Keep the back straight.Cho một cái. Làm em vuông nước nước vào đây thì sao? Không sao. Trời sao mày? Máy bay đang xuống nè. Mệt quá. Mày mày. Làm gì ạ? Sky ở đâu vậy? Sao mấy Sky ta? Sao mày đi? Cho, đi lên ăn. Không có Sky luôn hả? Nếu mà Sky không quẹo qua đây toilet thì chắc chắn Sky đi hướng kia. Tại vì không có đường khác nữa. Hồi trước quốc đó. Ừ. Đi bị như này nè. Xong rồi không biết đường đi á. Xong đứng khóc luôn. Vậy á? Người ta thấy khóc quá nên cảnh sát tới. Mà cảnh sát hỏi bằng tiếng Anh với tiếng Thái Lan không trả lời được. Tại vì tiếng Anh cũng không biết. Nên cứ khóc. Càng hỏi càng khóc. Nhưng mà biết Sky mà, Sky không phải là đi trước như vậy đâu. Em biết, em cũng biết. Bây giờ anh quay xuống ở dưới. Bây giờ em ra đây tìm. Oh, 하나 어디 갔었어? 왜? 나 무서웠잖아. 불펜 미달이 빌려달라고 했는데 불펜도 안 빌려주고. 나 이것도 못 써서 못 나가고. 우리도 못 썼는데. 나 진짜 무서웠어. 아니 어디 어디로 갔었어? 제라 15분 đúng không? Quốc ở trong sân bay 10 tiếng. 나 버린 줄 알았잖아. 난 너가 우리 버린 줄 알았잖아.
너 찾으러 계속 다녔어. 나 저 밑에까지 갔다가 볼펜 빌려달라고 나 빌려주지 이렇게 했어. Can I 이렇게 볼펜 빌려줄 수 있어? No. Can I 볼펜 빌려줄 수 있어? 하니까 당연히 안 된다 그러지. 영어로 해야지. Can I 볼펜 빌려줄 수 있어요? Can I borrow your pen? 이러니까는 몰라. 아무튼 되는 역은 다 했어. 근데 그 갑자기 그 듣자마자 No 이래가 Yes 하고 왔지. Sorry. 다행히 넌 먹으러 가야지 말이네. 이제 좀 살만한가 보네. 아무튼 여러분 이렇게 홈그라운드를 벗어나니까 힘이 드네요. 옛날에 그런 말도 있잖아요. 집 떠나면 개고생이다. 개고생 중입니다. 어쨌든 잘 도착했어. 좀 잘 따라다녀. 이상은 혼자 다니지 말고. 나 잘 따라다녀. 아무튼 지금부터 자충우돌 태국 여행이 시작됩니다. 여러분 같이 와주세요.